Kết thúc rồi hay không hả ừ. Vậy thì chưa bông hi à Em hãy bắt đầu với anh đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 네가 보고, 싶어서 오늘도 날 아무 것도 못 해, 나 아무 것도 못해, 머리로 게기다리다 죽을 것 같아. 난잊었나 봐. 난너 밖에 안 보여, 난 지겠 다. 너지 살수 없는 걸 알잖아. 더 그리워해도 잡을 수가 없는 널 이렇게 기다리다널 이렇게 기다린다. 널 이렇게 기다리다가 기다리다가 thôi đứng dậy đi ba mình chờ thêm một chút nữa một chút nữa thôi chỉ một chút nữa thôi nha ba ngay từ đầu thằng Jun trong hôn đó đã không muốn có lễ đến hôm này rồi mà à. rồi từ nay chúng ta trở thành người một nhà rồi đã là người một nhà thì phải giúp đỡ cho nhau có thể vì nhau mà hy sinh như vậy thì mới được với ý nghĩa đó tôi muốn cùng với ông bà thông gia gánh vác xui xẻo của mừng sừng nhưng mà nếu lời hứa đến hôm hôm nay đến cuối mà bị phá đi thì lời hứa giữa xương dịch đê giòn và mân sân cũng bị phá hỏng theo ba được rồi để chúc mừng chúng ta hôm nay trở thành người một nhà cạn ly vì tương lai sau này của chồng hôn và của moran cạn ly một năm sau Wow, nhóc này giống ai mà dễ thương dữ vậy không biết nữa Dĩ nhiên là giống ba của nó rồi Thì cả Chứ gì nữa <cười> ừ. <cười> Ngoan nha anh đợi em có lâu lắm không hả không lâu con ngoan đi thôi chắc là ba mẹ của em đang đợi mình đó <cười> <cười> em nhìn cái gì vậy đâu có <laughs> ngoan quá hả ô cung ha cung ha cung ha à cung ha cung ha ô, trời ơi cung ha cung ha à cùng nhớ bà nhiều lắm Ủa? có phải không nè con bé này giống ai mà ngoan vậy chị không biết nữa không khóc tiếng nào hết Bây giờ mới khóc kìa. Ý trời ơi, con gái của mẹ. Được bác ẩm thích quá không khóc luôn hả con? <laughs> Lúc ba ẩm thì khóc suốt ngày luôn á. Dù là vậy thì ba vẫn là tốt nhất bởi vì ngày nào cũng ẩm con. Giờ đi chụp hình tròn 3 tháng 10 ngày đó hả? Nhưng mà cậu thấy mình được không? Ai, sau khi sinh cung ha xong á, lần đầu mình dùng tới mỹ phẩm đó. ngoài khuôn mặt ra thì mình chẳng có gì xuất sắc. Giờ mà xấu nữa thì buồn chết đi mất Nè, giờ mình thấy cậu đẹp nhất rồi <laughs> Đừng lo gì hết Nhớ chụp nhiều hình chút nha Bông hy nói như vậy là đúng rồi Vậy chúng tôi đi nha <laughs> Đi thôi Cung Ha à, Được rồi, đi cẩn thận nha Tạm biệt, tạm biệt nha trời ơi, trời ơi Dễ thương quá trời. đi à, tụi mình cũng đi thôi Chờ một chút Tụi mình đi tới chỗ này trước đã Ờ ừ. Ờ, em đã quên khăn quàng ở trong tiệm thôi mà Anh mua làm gì? Sau này Anh muốn mua cái gì cho em Cũng có thể thoải mái rồi Vậy nên đừng có cản anh biết chưa Cho Bông hi. Anh như vậy đủ tốt với em chưa? Nếu đã tốt vậy Thì đáng tốt thêm chút nữa được không anh? Không thể được Em kêu anh đợi một năm, anh cũng đã đợi rồi Giờ không thể nhường thêm được nữa không thể đợi thêm được nữa đâu nếu anh không nhường thì làm được gì muốn biết hả vậy thì em cứ chờ đi mình đi nha Chô Bông Hi. Ôi trời, nè 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 Sao cô lại phải tự lao bản hiệu của mình vậy Giám đốc chô <laughs> <laughs> Có điều chùi sạch cách mấy cũng có ít gì đâu Cái tên cũng vẫn quá quê mùa <laughs> Tiện thời trang Chô Bông Hi có gì mà quê mùa à, 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 Thì tôi Cô phải bắt trước tôi tiệm thời trang PT chan á, phải đặt tên tiếng tây như vậy mới tỏ ra là sành điệu chứ tôi không cảm thấy cái tên đó quê một chút nào <laughs> ừ chú cứ chờ rồi coi tôi sẽ làm cả thế giới biết tới tiệm thời trang chưa bông Hy này à, tôi tôi cũng vậy nữa tôi phải làm cho tất cả các ngôi sao á nổi tiếng nhất của cả hàn quốc này đều phải mặc đồ của tôi mày mới chịu đó <cười> <cười> à, à, á, à, à, mời cô vô trước đi thưa giám đốc chưa dạ giám đốc cha <laughs> Thế <laughs> thì phải mặc đồ của tụi mày mới chịu đó <laughs> As I pass through life each day I always walk in darkness, 아니야, people think that I'm happy, that I feel so sad. 얼른 들어가. Can you see my pain? 다정해 보이던. thời gian thì cùng nhau ăn cơm đó nhưng mà anh bận quá nhưng mà sao anh không chịu đeo nhẫn đính hôn trên tay vậy hả làm công chuyện dướng quá nên tháo ra vậy những lúc không làm thì anh nhớ đeo vô nha thôi được anh biết rồi em vô đi Thôi Một lần cũng không được hả Trưởng phòng à mà. Màu sắc của cái áo khoác đó Và màu của cái đầm ở bên trong Chị nhìn thấy phù hợp hả ừ. Sao Thì PR tờ cút thức à bệ nì miền 안에 배치되는 옷 색상은 좀 다음식 시... Tốt chút cái này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Đổi cái đầm khác rồi treo lên đi Chị cảm nhận màu sắc kém như vậy Thì làm sao làm việc đây <laughs> Ôi trời ơi Dạ xin chào chị Chị là phát thanh viên Li Yun -su, có phải không Tôi muốn nói chuyện với cô giáo Sarapak một chút có được không Dạ được chứ Chị vui lòng chờ một chút Dạ, mời chị ngồi. Ờ, trời ơi, ông làm cái gì ơi, vậy hả? Ra đi. Trời ơi, để, để đến đấy, làm trời đúng 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 tôi làm cũng được mà Từ từ thôi Từ từ Tổ trưởng vua nè, cậu bỏ à. qua đây đi Ba, à, à, ba khiêng gì lỡ bị thương thì sao? Thôi bà vô trong đi, để đó con làm cho. Nè cậu Urim cậu còn chưa xuất phát hả? Phải đem đi liền mới kịp đó. Để đó tôi đi cho, chờ tôi chút nha. À, dạ. Trời ơi, để đó tôi, để tôi, để tôi. alo xưởng dịch mơn Sơn nghe đây dạ ông đợi chút nha con trai họ hỏi là khi nào giải chuyển qua kìa con dạ chào giám đốc bây giờ đi liền đi dạ trong vua nè sắp đem giao giải hả dạ à. <laughs>

nhất định phải làm ra những mẫu đồ thật đặc sắc mới được. Dạ thưa cô, Phát thành viên Li Yun Su đã tới rồi. À. dạ xin chào cô, dạ mời cô ngồi. Một phát thanh viên xinh đẹp như cô mà tới ủng hộ tiệm thời trang GB của chúng tôi thiệt là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Cô tới tiệm của chúng tôi không biết là có chuyện gì. Sắp tới đây tôi được mời làm MC cho buổi dạ tiệc từ thiện do phu nhân của đại sứ Mỹ chủ trì. Vì là sự kiện lớn nên được giới truyền thông quan tâm lắm. Trong buổi tiệc đó tôi muốn mình phải thiệt nổi bật. <laughs> Nếu như mà như vậy á, chị tới tiệm thời trang GB của chúng tôi là đúng rồi. Trong buổi tiệc hôm đó, chị nhất định phải mặc bộ váy đẹp nhất. Nếu trang phục lần này có thể làm tôi nổi bật hơn, thì tiếng tâm của tiệm sẽ được rất nhiều người biết tới. Tất cả phát thanh viên đài truyền hình chúng tôi đều sẽ trở thành khách hàng thân thiết của tiệm thời trang này. Đúng không? À, dạ. Quần áo ở đây vừa trang nhã lại vừa rất sang trọng nữa. Nhưng mà tôi lại cảm thấy hơi bị áp lực khi tiếng tâm được gian xa. Có nghĩa là chị không thể may trang phục cho tôi được, có phải không? dạ cô giáo ừ, xin phép cô cho phép con mai trang phục cho phát thanh viên yun su có được không tôi là nhà thiết kế hàng đầu của tiệm gb tôi tên sơ moran tôi sẽ tự tin làm cho chị là người nổi bật nhất trong buổi tiệc hôm đó xin chị cứ tin tưởng ở tôi sơ moran có phải cô là người từng thiết kế trang phục cho nữ diễn viên kim in hy không ừ. dạ tôi là người thiết kế đồ cho chị vậy tôi sẽ nhờ cô may trang phục cho tôi vì tôi thấy cô moran sẽ không để bị mất danh tiếng đâu <laughs> tôi nhất định sẽ may cho chị một bộ trang phục đẹp nhất ừ. chị ơi em ra ngoài để xem quần áo một lát nha chị Mới hơi nổi tiếng một chút mà đã tránh trẻ như vậy Chưa biết trang phục sẽ thế nào Nhưng nhất định phải làm tôi nổi trội hơn cô ta mới được Vì tôi là nhân vật chính <laughs> Chuyện này thì chị cứ yên tâm ờ, Dạ Cho tôi hỏi thăm Cô Châu Bông Hy bây giờ đang ở đâu vậy? Dạ um tôi cũng không biết giờ cổ đang ở đâu nữa nhưng mà có thiệt là cô bông hy đã ăn cắp tiền công quỷ hay không vậy cô <laughs> tại thiệt tình là tôi không thể nào tin nổi à, thì phải có thiệt thì mới bị đuổi chứ à. chị cho bông hy không còn làm việc ở đây nữa thật vậy hả tại sao vậy vì chị ta ăn cắp tiền công quỷ nói cho chính xác hơn là chị ta bị đuổi cô cô, cô nói sao cổ là người tốt vậy mà không thể nào có chuyện đó được đâu vậy mới nói biết người biết mặt không biết lòng mà à, vậy nếu như cô biết số điện thoại của cô bông hy thì hãy nói tôi biết được không tôi không có số điện thoại của chị ta vì đã làm chuyện đáng xấu hổ nên chắc chỉ không dám tới đây nữa đâu Vậy nên kể từ bây giờ Cô đừng tới tìm cho bông hy nữa làm gì Vì chúng tôi không muốn nghe tới tên chị ta À tôi biết rồi trưởng phòng nếu chị mà dám đem chuyện này nói cho người khác biết tôi không tha cho chị đâu nếu chị muốn bị đuổi khỏi đây thì tùy chị tôi biết rồi Cô ơi. Tôi sẽ nói cho cô biết Địa chỉ Bông Hy mở tiệm là ở đâu nha Lúc đó vì bất đắc dĩ Nên tôi không dám nói sự thật Đây là Tên cửa tiệm của Châu Bông Hy Và địa chỉ Với lại Chuyện ăn cắp công quỷ Là nói xạo đó Thật vậy hả chị Chuyện này giữ bí mật nha Ừ Vậy cô chọn được cái nào thì nói tôi biết nha có bộ nào thấy ưng ý không à... bộ nào cũng đẹp hết <laughs> vậy cô cũng chọn một bộ đi dù sao thì cô cũng tham gia sự kiện đó mà ừ, thôi để bữa khác em sẽ chọn vậy thì đi theo làm cái gì chứ dạ mời chị ngồi trước hết tôi sẽ cho chị xem các mẫu thiết kế Giám đốc ơi Giải được đem tới rồi đây Ờ tôi biết rồi Tôi sẽ qua đó liền à, Cậu đem tới nhanh chút có không được sao Làm tôi nóng ruột muốn chết đây nè à, Tôi biết rồi mà Thiệt <laughs> <Ê> tình <laughs> Nè giờ thì giải cũng đã có rồi Hay là chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi ha Tôi có hẹn Ăn cơm với mấy ông chủ tiệm giải ở chung khu này nè Đi không Sao lại không đi Dễ gì được chú mời chứ Dễ nhiên là sẵn lòng rồi Đi thôi <laughs> vô đi vô đi ờ, vô đi. mấy ông tới sớm vậy sao nè cậu vô đây mấy ông biết rồi chứ tổ trưởng vun của xưởng dệt minh sơn sẵn cậu ấy đem giải tới cho tôi cho nên tôi mời ra đây ăn chung luôn ồ oh, <laughs> chào mấy chú mong mấy chú ủng hộ mua giải giùm chúng tôi nha hề hey, dĩ nhiên dĩ nhiên vậy á trước tiên là uống đi tôi sẽ mua giải của cậu ê hey, <laughs> không được đâu cậu ấy còn phải lái xe nữa ai à, giám đốc à cho tôi gửi xe chỗ chú mai qua lấy nha Vậy tôi mời mấy chú nha. Nè, tổ trưởng Jun, <laughs> đúng là người cởi mở thiệt nha. Vô Nè, tổ trưởng Jun của chúng ta, hát một bài nghe chơi được không? Ê, ừ, nè, 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 nè. Anh nói cái gì vậy? <laughs> Nhìn cậu Jun lịch sự đẹp trai vậy Khóc cũng hay chứ đừng nói là hát Ê, Anh đúng là biết nói chơi mà à, thì, Nếu bây giờ mà tôi hát lên Chắc mấy chú sẽ khóc hết đó à, Vậy hả? Nè, hôm nay tôi có hứng Nếu như tổ trưởng Jun mà chịu hát Tôi sẽ đặt 10 cây giải luôn à, Đâu, à, không, à, rồi, à, Được không? Hát được, đi Hát đi Hát đi xin <laughs> qua <đi, hát> <laughs> <đi, hát> <laughs> 나 사이에 저 바다 없었다면 슬 아빈 이를 하 가슴 아프네 가슴 아프 <laughs> <가슴 아프대 웃음> <laughs> ừ con ngoan <laughs> không biết đứa bé đó giống bông hi hay giống sung cúc ta nếu nó mà giống bông hi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Bông Huy à, ăn cơm thôi con. Dạ mẹ. Này. <laughs> là tối nay phải không à chiều mình về sẽ lấy bánh giùm cậu cảm ơn cậu nha nhưng mà nặng lắm đó mình khỏe lắm cậu không biết sao thôi vô ăn cơm đi à ông xã ơi Úi, trời ơi Úi, trời. Úi, trời. Úi, để anh để anh, để anh. Nè, nè, nè nè nặng vậy con bưng vô làm gì cái thằng chuông bốc này nè bưng vô đi con vô trong nhà dạ, <laughs> bông Dân à Dạ Ăn mau đi còn đi học nữa Hay mẹ tắt tivi đó nha à, Con biết rồi mẹ đừng có tắt à. Ủa anh Anh Bông Dân em khỏe không <laughs> Con chào cô Chung đi à, Mới tới hả con Chị Cung cha ơi con tới nè Úi Trời con gió gian kiếm được nhiều tiền vậy Sao không tự mua đồ ăn đi Con tới đây làm gì nữa <laughs> Con tới để uh, đem ít thịt tới cho Bông Hy Sao vậy? Mẹ không thấy Bông Hy vì lo cho tiệm thời trang mà mặc gầy đi quá rồi hay sao hả? Bông Hy nè! Đây là thịt bò đó! Em nướng ăn một mình đi! À, anh hả? Em cầm đi! À, đúng là sung Cúc Lo cho Bông Hy thiệt đó! Cũng phải! Từ nhỏ nó đã như vậy rồi chị ha! Thằng quý này sau khi đi khỏi nhà thì không còn biết tới bà mẹ này nữa! Nè! Bộ con không thấy mẹ buồn gì con mà hai mắt của mẹ đen thui hết rồi hay sao? Ừ. Nghe nói là chị cung cha không thèm mua thứ gì bằng tiền của con đưa hết đúng không? Ôi, chắc là ngon lắm đi. Ăn nhiều nha. Ừ. Anh à. thiệt là làm cái gì kỳ vậy hả? Thì anh nói rồi mà. Sẽ không đợi thêm được nữa đâu. Anh sẽ không buông tha cho em đâu biết chưa? chu Chun Bốc! Đi làm được chưa? À, không muốn đi làm chút xíu nữa trơn. Tâm trạng của con ông thật sự hiểu mà. Tâm trạng không muốn đi làm đó. Ngày xưa có câu nói, nếu bắt người khác chịu cực chịu khổ, thì sau này con của mình cũng sẽ bị cực khổ y như vậy. Nè, yeah. không được nói kiểu như vậy. Ai tạo nghiệp, thì người đó phải chịu quả báo. Làm con hết hồn. Ba, không phải nói chứ... Dạo này bà hay hù cho người khác giật mình lắm đó bà à. Vậy nên ý bà muốn nói là ừ. Lúc tức giận cũng nên nhẹ nhàng một chút biết chưa Dù là muốn đập đồ cũng phải bình tĩnh chọn thứ không đáng giá Rồi mới đập sau Chẳng hạn như là cái ống nước <laughs> Đúng đó Anh phải nhớ kỹ Những lời ba nói đó nha Lúc làm việc á Thì anh phải nhịn đừng đánh lộn với người ta Cứ âm thầm lùi ra phía sau mà làm việc đi ừ. Anh biết rồi lùi ra sau con đi làm nha ờ à, đi đi ê à, cục cưng tạm ừ, biệt ba nha hà, con lạnh quá em không ra đâu nha được rồi, được rồi, không rồi tôi không được thằng quỷ này kêu cả buổi trời giờ mới chịu ra là sao bộ có vợ rồi mới muốn đi làm rồi hả ôi ước gì có thể ngắm cung cha từ sáng tới tối thì vui biết mấy nếu vậy ai sẽ đi kiếm tiền bởi vậy mới phải đi nè đi đi làm thôi <laughs> đi làm đi làm đi thôi <laughs> anh đi nha <laughs> anh đi cẩn thận nha ờ <laughs> à, đi chung luôn đi ba sẽ đưa con đi dạ <laughs> mẹ ơi con đi làm nha mẹ Đi thôi. Dạo này con chỉ trông huynh tiến triển sao rồi. Có phải thằng đó vẫn lạnh nhạt với con như trước không? Không có đâu ba. Hay là con á, chia tay với nó đi cho rồi. Ba! Con thua kém ai mà cứ bám lấy nó như vậy chứ. Tóm lại đó, chỉ cần chúng ta đừng có lấy hàng là xưởng dịch mân sân sẽ tiêu. Ba thử làm vậy đi. Ba mà làm như vậy con sẽ rút lại hết cổ phần của Sa Đa Bác trong xưởng của ba đó cái gì chứ dừng xe liền đi ơi trời cái con nhỏ vô tích sự nè đưa tôi tới văn phòng công ty đi à. trưởng ban xét duyệt sao dạ tôi biết rồi thưa giám đốc Chính phủ quan tâm tới ngành hàng thời trang như vậy, đúng là chuyện đáng mừng mà. Tôi rất hiểu mục đích muốn đào tạo ra những lớp nhà thiết kế mới. Dạ được, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời ông sau, dạ. Cuộc thi chọn nhà thiết kế mới lần đầu tiên của Hàn Quốc sao? ta đã bác được mời làm trưởng ban xét duyệt sao vậy thì đương nhiên là giải nhất sẽ là của mình chứ của ai nè có tin là tôi cướp máy xong sẽ phi qua đó liền để giết cậu liền hay không hả tôi cho cậu thêm ba ngày gom đủ tiền chờ tôi đi cậu mà trốn đó thì đừng có trách sao thấy máu nghe chưa? Thế, hey, đúng rồi. Sống tạm qua ngày thôi có phải không? Nếu mà có con thì còn tốn tiền hơn nhiều nữa đúng không? Tôi biết, tôi biết. Nhưng mà dù sao cũng là dây tiền mà anh ráng trả anh chút ít đi. Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho anh sau nha. Được rồi, vậy anh cố gắng lên. Dạ, dạ. Anh cậu làm cái gì vậy hả? Sao? Chỗ này đâu phải là trung tâm tư vấn tâm lý đâu chứ. Thôi thôi, mệt quá đi. <laughs> Ô oh, hô, oh, oh. tôi đã tìm ra được giám đốc trôi đang trốn ở trong hang cùng ngõ hẻm rồi. <laughs> vậy hả? À, vậy giờ tụi mình đi làm nóng cơ thể thôi ha. <laughs> đi. Tụi tôi đi nha. Được rồi, men cũng vất giả nhiều rồi. Không biết là Junboc có sao hay không nữa làm mạnh tay luôn ừ. ồ có chuyện gì mà ông tới đây vậy À, đây là giấy tờ mới thành lập công ty sắp tới văn phòng công ty và cả công xưởng mới nữa sẽ đi vào hoạt động cậu cũng ghé coi đi ồ khai trương công ty mới nhanh tới vậy sao chúc mừng ông nha nhưng tôi có thể không tới tham dự được không dĩ nhiên là cậu phải tới chứ đúng ra cậu cũng là người đầu tư mà ờ theo như tôi thấy thì uh, giám đốc Hùng không nên chỉ là người cho dai tiền lấy lãi đâu giám đốc câu lạc bộ đai minh cho dây bước tiếp theo cậu tính sẽ làm gì chưa biết nữa có nên mở một ngân hàng hay không đây ta hay là tôi sẽ cho xây một tòa nhà thật lớn ở seoul để cho thuê đúng đó làm người hả phải có chí hướng xa như vậy đó hả giám đốc chu cô làm vậy không thấy quá đáng sao có chuyện gì vậy gì? Tại cô nói sẽ lấy tiền rẻ một chút nên tụi tôi mới mua đồ của cô. Nhưng mà cái áo đồng phục này nè, bay màu thế sợ luôn à. Con gái của tôi nói ham rẻ nên mua trúng hàng gióm Nó khóc la um sùm lên kia kìa. Bây giờ tính sao đây? Trời ơi! Còn có thể làm được gì nữa chứ? Dì mua giải khác đi. Con mày lại cáo khác cho. Xin lỗi mấy dì nhiều nha. Ê, thì tôi đưa cho con ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ê, trời chết con ơi. nhưng mà ô. ngày mai tụi nhỏ mặc gì đi học đây thì bởi gì mà nói Trời rồi thì mà bày bài mạo thấy ghê vậy không biết nữa gì đâu qua tiệm khác vậy bực bội à Ai xảy ra chuyện gì vậy không biết Nè, 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 có chuyện gì ông mà mấy bà đó la âm sùm vậy hả? Chú à, chú coi tiệm giùm tôi nha. ờ, ờ, ờ. Giám đốc à Sao chú có thể làm như vậy được chứ ờ Có chuyện gì vậy cô Chú coi cái áo đồng phục này đi Bay màu hết trơn rồi Đều tại vì chú mà khách hàng đã bỏ đi hết rồi kìa Chú định giải quyết làm sao đây à, thiệt tình Sao lại có chuyện này xảy ra chứ Giám đốc ơi Tôi tự lấy xe nha Ờ à, tổ trưởng Jun à, này nè nè người sản xuất giải tới rồi đó à, Cô hỏi thẳng cậu ấy luôn nha Có chuyện gì vậy Nè anh anh làm giải kiểu này làm sao mà coi được Lâu quá mới gặp